Chào các bạn, trong cái video này cô sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái form mà cho phép chọn hình, cho phép chọn hình từ camera, chụp hình từ camera, sau đó load lên cái hình vừa mới chụp đó vào trong cái view và lưu vào trong cái bảng, một cái bảng nào đó trong cơ sở dữ liệu, có một cái list view để hiển thị dữ liệu mà mình vừa mới lưu. Thì về cái quá trình mà cái app của mình hoạt động như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái activity, thì ở đây cô sẽ cho nó là main activity. Thì trong main activity là sẽ có một cái nút button và một cái list view. Thì cái nút button này khi nhấp vô sẽ mở ra một cái theme, một cái activity theme. Thì trong cái activity theme này mình sẽ có một cái nút lưu, hai cái edit tag dùng để nhập thông tin tên sản phẩm và mô tả, và một cái email view, và một cái email button, để khi mà mình nhấp vào, mình kích vào cái email button, nó sẽ mở cái camera để mà mình chụp hình. Khi mà mình chụp hình thì nó sẽ ghép cái hình để mà load lên trên cái email view. Thì khi mà các bạn nhập các thông tin và hình ảnh vào trong cái form thêm, các bạn nhấp vào nút button thêm và nó sẽ lưu vào trong cái bảng sản phẩm, và đồng thời nó quay về cái activity main và hiển thị cái dòng mà các bạn dùng thêm. Thì các bạn để ý là trong cái list view, mỗi cái item nó sẽ hiển thị theo một cái layout, đó là một cái hình và các cái thông tin chi tiết nằm bên tay phải của hình. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập này. Đầu tiên là mình sẽ thiết kế form main activity. Thì ở đây mình có main activity rồi, thì các bạn vào trong layout, vào activity main. Rồi, thì ở đây là người ta đang mặc định là cần train layout, thì các bạn có thể convert nó sang linear để cho mình dễ kéo thả vào, không cần neo các cái điểm nút. Rồi, đầu tiên là mình sẽ kéo vào cái button ha, kéo vào cái button. Rồi các bạn bật cái attribute lên này. Thì cô sẽ đặt cái button này là button của bệnh nè, button của bệnh. Còn cái test thì cô sẽ đặt là open. Open. Rồi. Ở dưới cái nút open sẽ là một cái list view, một cái list view, thì các bạn kéo cái list view vào. Rồi thì mặc định là cái linear nó đang là horizontal này, thì các bạn chọn linear, các bạn đi vào cái thuộc tính orient, hướng orient, thì bạn cho nó là vertical. Rồi, thì các bạn vào code ha, mặc định là nó đang chia tỷ lệ layout quay. Các bạn xóa đi cái thuộc tính này. Layout quay. Rồi. Rồi, cái mình đặt tên cho cái list view ha, đặt tên cho cái list view, đặt cái ID cho cái list view. Cái ID. Thì mình sẽ cho nó là LV. Đó. Rồi về cơ bản là mình trong cái main á, là mình đã có cái nút button và một cái list view. Thì bây giờ mình tạo một cái layout để cho mỗi cái item nó hiển thị ở mỗi dòng trong list view ha. Thì các bạn nhấp phải chuột vào layout, các bạn chọn new XML, layout XML file. Thì cái này mình cô sẽ đặt là layout item. Rồi. Thì ở đây nó đang là layout đúng không? Nó đang là cái kiểu linear layout. Và mình không định hướng của nó thì nó sẽ mặc định là horizontal. Thì ở đây là cô sẽ đầu tiên cô sẽ kéo nó vào cái một cái hình, một cái hình. Email view. Rồi. Các bạn có thể lên mạng tải hình về hoặc là
Các bạn có thể lấy cái hình nào đó trong cái resort ha. Ví dụ như cô chọn cái hình này làm cái hình đại diện ha. Rồi, bây giờ cái hình mình đặt tên nó là IV hình item. IV hình item. Rồi, và cô cho cái layout width của nó là 100 dB. Layout 2 là 100 dB. Rồi, tiếp theo là cô sẽ kéo vào cái tab view, tại vì cái tab view là nó hiển thị thông tin trên list view. Đó, rồi cô kéo. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là bên tay trái là hình, bên tay phải là thông tin chi tiết, thì nguyên cái này mình cho nó là linear horizontal. Còn để sắp xếp được hai cái tab view dọc thì mình sẽ dùng bỏ nó vào trong một cái linear và mình cho hướng nó là vertical ha. À, rồi mình kéo vào đây một cái linear vertical ở dưới cái hình và sau đó mình mới bỏ cái test view vào. Bỏ cái test view vào. À. Rồi bây giờ mình chỉnh một chút xíu chỗ này. Thì cái linear cái thứ hai á thì nó đang độ cao là nó đang mark parent này, thì độ cao mình cho nó là drop content ha, chứ để nó che những cái item còn lại. Rồi, còn cái tag view thứ nhất thì mình sẽ đặt ID là TST mã. Rồi, mình cho cái size, cái test size. Mình cho cái test size là mình cho cái test size là khoảng 20 FP. Rồi, mình cho cái độ dày mình cho chữ động lên Rồi tiếp theo là cái test view thứ hai. Cái test view thứ hai thì cô sẽ cho nó là hiển thị thông tin mô tả, thì đây là TST mô tả Rồi ok. Bây giờ mình chỉnh chút xíu về cái phần hiển thị của cái linear. Ví dụ như cái chỗ này mình thấy là một cái item nó sát với cái đường biên ha, tức là một cái linear layout là nó sát với cái đường biên, thì mình sẽ cho một cái mặt biên ha, một cái mặt biên khoảng 20 dB. Rồi được chưa? Vậy là mình xong một cái layout. Các bạn cái test, cái layout test đó, nó sát với cái hình thì các bạn cũng có thể cho nó một cái mặt biên ha. Ở đây cô cho là layout mặt biên là khoảng 10 đây vậy. Mặt biên của ai đi cái hình này. Cái hình này mình xóa cái quay này đi đó. Rồi, vậy là cô vừa hướng dẫn xong các bạn cái layout item, tức là làm như thế nào đó để cho mọi cái item trong list view nó hiển thị. Tiếp theo là cô sẽ tạo một cái activity thêm và thiết kế giao diện nha. Rồi mình nhấp phải chuột vào cái gói backplate của mình, nhấn new activity, mình chọn empty view activity. Thì ở đây cô sẽ đặt một cái tên, đó là thêm sản phẩm. Thêm sản phẩm activity. Rồi, thì mình sẽ thiết kế cái layout cho thêm sản phẩm nha. Thì nó đang là constraint layout này, thì mình giữ luôn cái constraint layout cũng được. Đầu tiên, các bạn không cần nhất thiết phải thiết kế y xì giống vậy ha. Các bạn tùy theo ý tưởng, miễn sao mình có các cái control đó là được rồi. Bây giờ giả sử như cô có cái plain text, cái plain text cái mà nhập thông tin vô. Rồi cô neo nó lại. Rồi cái ID thì cô sẽ đặt là EDT, EDT tên. EDT tên sản phẩm. Rồi cái test thì các bạn delete đi, thay vào đó thì các bạn nhập vào cái thuộc tính hint, tên sản phẩm.
Rồi sau đó thì các bạn cần lên C, cần lên B. Đó, để tạo ra một cái đằng sau của cái edit test đó. Đó, lúc này mình chỉ cần đổi lại thông tin thôi, mình mô tả sản phẩm. Rồi. Và cái ID thì mình sẽ là EDT mô tả. Rồi, vậy là mình có cái đây là cái tên nè, cái này là cái mô tả cho mình hồi nãy sao nó bị dính nè. Cái này cái mô tả nè. Cái này cái tên nè, chứ nó bị lắc á. Rồi, ID này là tên sản phẩm. Rồi, câu số này là mô tả sản phẩm. Đây đặt à, để vào bên trong code như thế nào ha? Hình như nó bị lắp lên như thế nào. T mô tả à, rồi mình sửa đây là tên đi, tên sản phẩm, là tên, cái này mô tả. Các bạn cẩn thận về cái đặt ID nha. À, các bạn chú ý về cái phần đặt tên để chút nữa mình tham chiếu nó không bị lộn nha. Rồi tiếp theo là cái tiếp theo là cái email view. Cái email view ha. Rồi các bạn có thể dùng một cái hình nào đó đại diện. Rồi mình neo nó lại ha. Tại vì mình đang làm trên cái constraint layout nên là mình phải nêm ít nhất là 3 điểm cho một đối tượng. Đó, rồi. Thì cái này mình sẽ đặt là IV hình sản phẩm. Rồi, bây giờ tiếp theo một cái nút bottom để mình mở camera lên ha. Thì mình chọn nó là image bottom. À, các bạn có thể lấy một cái hình nào đó trong này. À, ví dụ như cô sẽ chọn cái dấu cộng ha. Mình nêu nó lại. Cái dấu cộng các bạn thấy nó có cái nền xám à, các bạn xóa đi cái nền thì các bạn đi tìm cái thuộc tính background của cái dấu cộng ha. Đây là cái thuộc tính background à, cái chỗ value đó, các bạn gọi là a cộng luôn, tức là background luôn thì nó sẽ xóa đi cái nền xám cho mình ha. Rồi à, cái này là cái nút crop hình và cái ra crop hình. Rồi tiếp theo là cái nút lưu à, lưu vào trong cái bảng data. Rồi, các bạn kéo cái nút lưu vô. Rồi. Rồi. Thì cái nút lưu này mình sẽ đặt cho nó một cái ID đó là btn insert đó, và cái text mình nói cái text text là insert hoặc là cell gì đó tùy các bạn đó. Đó, về cơ bản là cái giao diện của cái theme activity là mình đã thiết kế xong á. Rồi. Rồi bây giờ là mình vào bên trong cái main activity để mình tham chiếu các ID và đồng thời hiển thị cái for main lên ha. Đó, các bạn vào main activity thì trong main activity mình có cái gì? À, mình có cái nút bottom và lead view thì mình phải tham chiếu ID cho nó để hiển thị lên view. À, khi mà các bạn tham chiếu thiếu thành phần trên cái giao diện thì nó sẽ không load được lên giao diện ha.
Rồi bây giờ mình sẽ có một cái nút bút tâm nè. BTN Open. Rồi, và một cái list view. Rồi, LV sản phẩm. À, mình vào trong cái ONBA, mình viết cái hàm on control. ANT ta. Mình tham chiếu ID gì đó. À, bút tâm open bằng file. R của cái gói của mình nha. Chấm ID chấm BTN open. Rồi tiếp theo là cái list view ha. Bạn cần thêm C, cần thêm V. Rồi xuống đây các bạn đổi lại. Đấy, tên. Đó, rồi. Vậy là mình có thể load được cái form các TTMN rồi. Thì bây giờ mình vào bên trong cái thêm thêm sản phẩm activity để mình tham chiếu cái ID, để mà khi mà mình nhấp vào cái nút open thì nó mở cái thêm activity lên. Thì trong cái layout thêm activity như nãy cô đã nói ha, mình có hai cái edit test, một cái email view, một cái email bottom và một cái nút bottom. Rồi, một cái edit test này. EADT bottom. EADT bottom. Và cái nút bất tâm BTN insert và cái email email view IV hình sản phẩm và một cái email bất tâm BTN camera camera rồi. À, sau đó thì các bạn vào on VA ha. Các bạn viết một cái nam add control để thông chiếu. Rồi, EADT tên bằng file r chấm id chấm EADT tên. Rồi, mình copy cái này ra. Rồi, thì cái này sẽ là EADT mô tả. Đây là EADT mô tả. Đây là IV hình, đây là IV hình sản phẩm nha, hình sản phẩm. Rồi tiếp theo là bút tâm camera, bút tâm camera. Rồi cái này mình tham chiếu không thấy thì mình vào trong thêm để xem mình đặt tên chứ. À, mình chưa đặt tên ha. Mình đặt là BTN camera. Rồi mình quay lại bên trên thêm ha. BTN camera. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là bức tâm sale ha. Bức tâm sale. Insert. Lưu á. Lưu, lưu vào trong cái bảng. Đó, mình tham chiếu xong rồi thì lúc này mình mới hiển thị được nè. Rồi, bây giờ ở bên main á, là mình mới có tham chiếu giao diện thôi, mình chưa có viết sự kiện cho cái nút open. À, rồi bây giờ là mình viết cái hàng test event open là tên đó. Thì trong đây cái nút open nó được kích hoạt, đó là set on listener new function, tức là khi mà mình nhấp vào cái nút custom open thì chuyện gì xảy ra, thì mình sẽ mở qua cái trang chuyển trang thêm, là chuyển trang là intent, là intent bằng new intent. À, từ cái main activity main.dist tới cái theme theme.last đúng không? Rồi. Thì khi chuyển trang đó, nó không có xử lý dữ liệu trong cái khâu này nên mình chỉ cần start activity intent. À, rồi. À, bây giờ mình chị thử xem cái nút open nó hoạt động chưa ha.
Rồi, đây là cái trang main này, nó vừa open đó, nó sẽ mở cái trang thêm. Thì bây giờ mình sẽ viết cái, mình vào bên trong cái thêm update, mình sẽ viết cái sự kiện cho cái capture camera. Rồi bây giờ mình vào bên trong thêm ha, mình vào bên trong thêm activity. Add event comment. Nó sẽ bắt cái camera. Rồi thì sự kiện này hoạt động thế nào, khi mình nhấp vào cái nút bấm camera set on list rồi mình làm gì đây, mình sẽ mở cái màn hình camera lên. Đó, thì mình sẽ có là intern 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 bằng new intern. Thì để mở camera lên thì nó mà mở trong cái media store trong action image capture, tức là bắt cái màn hình chụp hình này. Rồi thì sau khi mà mình vào camera mình tích vô chụp hình đấy, thì cái hình nó sẽ được lưu vào trong tin tập, thì nó sẽ trả về cho cái interview ở bên trong cái thêm. Thì có cái phần xử lý lưu trữ dữ liệu thì mình chọn là start activity for zone cái intern. Thì như những bài học hôm trước là khi mà cái intern nó giữ dữ liệu, nó lưu trữ dữ liệu, các bạn muốn truy xuất nó thì mình phải thông qua một cái mã request, request code. Nên ở đây cô sẽ khai báo một cái biến toàn phục request, request code của camera. Rồi cái số này các bạn tự cho ha. Rồi ở đây là request code, camera. Như vậy là mình đã vào trong cái camera và mình capture cái hình. Rồi mình chạy thử về cái chức năng bottom camera để xem là mình có vào được cái camera của hệ thống máy ảo hay không. Rồi open, mình nhấp vào cái bottom camera. Các bạn thấy là nó đã vào trong cái máy ảo camera. Thì khi mà mình nhấp vào dấu ba chấm á, thì mình có cái phần điểm giờ hoặc là cái chọn cái đối tượng nha, chọn cái đối tượng để mình chụp. Rồi khi mà mình chọn đúng đối tượng để chụp rồi thì các bạn tích vào cái biểu tượng camera. Đó, là nó sẽ chụp cái đối tượng đó. Thì để lưu cái hình này, các bạn tích vào cái dấu check. Cái dấu check hay còn gọi là dấu ok đó, mình tích vô. Thì khi tích vô nó phải trả kết quả về cho InMyView của cái thêm. Thì lúc này mình sẽ viết thêm cái hàm xử lý. Cái hàm xử lý. Đó là nhận kết quả từ intern. On action. On activity thì sao? Rồi. Thì bây giờ mình kiểm tra ha. Mình kiểm tra cái mã request. Thì cái on activity result là nó có ba thông số. Thứ nhất là cái mã request code. Thứ hai là cái result code. Thì cái request code là cái mã mà mình đã cái này mình xin tả cái mã mà mình đã tạo ở trên này. Request code. Còn cái result code tức là cái check ok ha. Còn cái intent data là một cái hình. Đúng, thì mình kiểm tra. Nếu mà cái request code bằng với lại request code camera và cái result code, bằng với lại result ok, tức là cái nút check ok, và cái data của mình khác rỗng, tức là có hình là khác nguyên, tức là lấy được cái hình, thì mình làm cái gì? Mình sẽ cho nó hiển thị vào trong hiển my view. Nhưng mà cái in my view á, nó chỉ chứa những cái map, nên mình sẽ gọi là chuyển kiểu cho cái hình khi mà mình capture bằng là
À, bằng cái data tức là tấm hình ha, data chấm vs tức là truy vấn dữ liệu ở bên trong intern đó, rồi chấm get, rồi chấm get cái key của mình là tôi cho nó là data. Đấy. Đấy. Thì cái khi lấy rồi mình alter enter ha, mình cast tức là mình ép điểm, rồi khi mà cái hình khi lấy ra nó đã chuyển qua bitmap rồi thì lúc này các bạn mới đưa được vào trong cái image, set image bitmap một cái hình bitmap. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem là sau khi mình cut cái hình nó có hiển thị ngược lại lên trên cái image ở bên trong cái theme activity không. Rồi open ha. À, bấm vô dấu cộng khắp hình. Rồi chụp hình. Rồi check blue. Đó, thì cái hình nó sẽ đưa ngược lại về bên cái image rồi. Thì bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ nhập thông tin và lưu cái thông tin vào trong một cái bảng. Thì để có cái bảng mình phải tạo một cái lớp để lưu trữ và một cái adapter nối vào một cái lớp để mình xử lý dữ liệu. Rồi đầu tiên là mình phải tạo một cái lớp để xử lý dữ liệu, là mình vừa new sẽ là class, ví dụ như mình muốn lưu một cái sản phẩm thì mình tạo một cái lớp sản phẩm, thì cái lớp sản phẩm này cũng sẽ cho nó kế thừa cái lemon sơ live. Một cái sản phẩm thì cũng có các cái thuộc tính như là tên, mã, nhân cảnh. Thì cái mã này cô sẽ lưu nó là số nguyên và tự động tăng nha. Rồi cái tên là chữ rồi tiếp theo là nhân cảnh, rồi tiếp theo là hình. Thì hình trong cái đối tượng sản phẩm cô sẽ lưu kiểu là mảnh bay, một cái mảnh bay. Rồi sau đó thì các bạn nhấp phải chuột này, các bạn chọn generate, rồi constructor không thông số, rồi tiếp theo là constructor đầy đủ thông số, rồi nhấn shift và các cái get set của các thuộc tính. Rồi. Vậy là mình có một cái đối tượng sản phẩm. Rồi tiếp theo là mình sẽ tạo một cái lớp adapter sản phẩm. À, sản phẩm adapter. Thì cái sản phẩm adapter này tôi sẽ cho nó kế thừa cái adapter paste. Paste adapter. Đó, alt enter. Thì nó yêu cầu mình là khi kế thừa cái lớp đối tượng này, mình phải kế thừa các cái methods. Mình ok. Rồi. Thì trong adapter nó dùng để làm gì? Dùng để đưa danh sách sản phẩm. Đó. Thì ở đây trong cái lớp sản phẩm adapter cũng sẽ khai báo biến nha. Khai báo biến và sau đó thì tôi sẽ tạo constructor. Constructor. Constructor cho cái sản phẩm adapter. Thì ở đây mình sẽ cho cái sản phẩm của mình hiển thị trên một cái layout nào đó. Tôi khai báo một cái contract. Contract hoặc là activity gì đều được. Rồi. Và một cái layout. Một cái layout. Và một cái Array để lưu danh sách sản phẩm. Đó là sản phẩm. Cái này tôi sẽ đặt là Array sản phẩm. Đó. Rồi. Sau khi khai báo biến rồi thì mình tạo constructor ha. Mình nhấp phải chuột vuông điểm trống. Generate constructor. Mình chọn tất cả. Rồi những ok. Thì cái adapter của mình là có ba thông số là contact, array list, contact layout và array list. Thì ở đây những cái hàng mà mình tham chiếu ở của cái base adapter nó có get count, get item
get item ID là cái view, thì get count là nó trả về kích thước của danh sách. Thì ở đây là mình đã khai báo một cái biến là Redis rồi, thì cái kích thước của danh sách sẽ là cái size của cái Redis, kích thước size. Thì ở đây mình có cái hàm view, view thì cái tên hàm là get view, tức là lấy ra một cái sản phẩm thì tại một cái vị trí nào đó. Và cái view tên là phần bậc view, là cái group, tức là hiển thị lên trên một cái level nào đó. Thì khi mà lấy cái view, mình sẽ đưa nó vào trong cái view holder để mà lưu trữ, view holder là lưu trữ danh sách view. Thì ở đây mình sẽ báo một cái lớp bucket list class hoặc là tên là view holder là lớp nha, hay là lớp lớp. Thì cái view holder nó sẽ chứa view, mà mỗi view nó hiện thị trên cái layout gì, trong cái layout item, trong cái layout item nó có cái image view và hai cái tag view. Rồi mà thì cái view holder mình có cái tag view, hai cái tag view, hai cái tag view tv tên và tv mô tả và một cái image view IV hình item, là các bạn đặt tên là item nhé, để phân biệt giữa image view ở bên ngoài cái trang frame nha, view item. Rồi thì cái view get view là nó sẽ trả về một cái view. Thì ở đây là mình sẽ cái khách cái này đi ha. Nếu mà mình ít đi ha, mình kiểm tra đi ha. Nếu nếu mà một cái phần vật view luôn, tức là chưa có, thì mình sẽ cải tạo nó. Để cải tạo nó thì đầu tiên là mình sẽ cải tạo một cái holder, một cái view holder, để mà trong view holder nó sẽ chứa các view. Mình sẽ đặt là holder rồi. Ở trong đây là cái holder, holder bằng cái này mình cho nó đi ra ngoài này đi ha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi tạo cái holder đây, holder bằng view, view holder. Mình sẽ tham chiếu các cái ID trong cái layout, layout item vào trong cái holder ha. Này holder tắm txt hình bằng convert view chấm file view by id error chấm id chấm txt mã vậy là bên kia mình coi là mình đặt tt, cái này mình sẽ đặt txt tên chứ hình tên sản phẩm. Rồi tt tên sản phẩm ha, đây là txt tên. Rồi mình sẽ copy cái này, này sẽ là txt mô tả đó. Rồi tiếp theo là cái hình ha, IV hình item đó, thì cái này sẽ là IV hình item đó. Rồi thì khi cái chỗ này là mình tham chiếu ha, tham chiếu ID trong một cái layout, trong cái layout item đến cái holder. Thì khi mà tham chiếu xong á thì mình sẽ làm gì? Khi mà tham chiếu xong thì mình sẽ tạo một cái đối tượng sản phẩm để mình lấy các cái thông tin, mình ghép các thông tin trong đối tượng sản phẩm để mà hiển thị lên trên cái layout. Thì mình có là sản phẩm SV bằng thì mình sẽ có là holder chấm convert view chấm get
À, để xem chỗ này ha. Rồi, à, khi mà tham chiếu xong á thì các bạn phải gắn nó vào trong cái convert view ha. Thì ở đây mình có là cái convert view chấm set task, à, thiết lập cái đối tượng holder, à, thì ở đây mình cho nó là holder. Ừ. Rồi ngược lại nếu mà cái phần vật view khác luôn thì mình get cái task ra, à, holder bằng, à, phần vật view chấm get task. Rồi alt enter mình ép kiểu của mình ha. Được rồi, thì tới đây á, là mình mới tham chiếu ID thôi. Thì sau khi tham chiếu ID xong á, thì cái chỗ này á, mình mới lấy dữ liệu, ghép dữ liệu, ghép cái data, ghép data từ bên trong cái sản phẩm để mà hiển thị lên trên cái holder hoặc là bên trên cái layout item. À. Thì mình sẽ tạo một cái sản phẩm thôi bằng cái list view của mình, chấm get position, tạo vị trí mình đúng rồi, holder chấm t t tên chấm set test rồi, bằng ở trong này mình sẽ đi lấy cái get tên của cái sản phẩm này. Rồi tương tự này. Rồi cái này sẽ là tên tên mình sẽ đây sẽ là ghép mình sẽ đây mình sẽ là tìm mấy hình item, à, tìm mấy hình item sẽ là set tìm mấy bookmark, à, thì trong đây nó sẽ chứa hình bookmark thì mình sẽ qua một cái khâu xử lý hình ở chỗ này rồi để đưa cái hình vào trong đây được đấy. Thì các bạn phải vì cái hình đó, ở trong cái menu để làm cái bitmap thì mình phải chuyển nó sang cái mã bài, cái bị bài đây mình có một cái hình đúng, bằng sản phẩm mình lấy cái hình ra rồi mình chuyển sang bitmap, à, sản phẩm biết hình là bitmap bitmap bằng bitmap story là bitmap story chấm đi co by ở vậy đi co by ở và trong đây là cái data của mình là cái hình nó xét mình chấm nó là không thì ra là chỉ ra những by của cái hình thôi bây giờ tại vì khi mà mình lấy hình ra ở trong cái bảng sản phẩm đó, là lấy ra những by mà để set image vào trong cái image view thì mình phải chuyển nó nhanh dạng bước mắt, ừ, thì lúc này mình mới chuyển cái bước mắt đi đây, ừ, rồi thì lúc này là mình sẽ return một cái vật một cái view thì gọi là một cái dòng sản phẩm rồi. Bây giờ mình đã có sản phẩm ở doctor rồi, mình có sản phẩm rồi thì tiếp theo đó, thì mình sẽ tạo một cái lớp xử lý dữ liệu DB handle. Đúng. Rồi thì cái này mình sẽ kế thừa cái SQL line của phần helper. Đó, đó là tên enter mình. Rồi, tiếp theo ăn là tên enter. Là con chó chuột nó đây ha, là tạo kênh chapter mình sẽ chọn cái đầu tiên thì cái kênh chapter của cái DB handle của mình là có phân tách nè, phân tách là cái activity ấy. Còn cái screen name là tên database, còn cái question là history con chó của nhà sản xuất đó thì mình chọn nó là luôn, còn cái tham số tiếp theo là question tức là phiên bản của database. Thì ở trong đây mình làm cái gì trong này? Mình sẽ tạo một cái hàm. Tạo một cái hàm.
cho cái câu tư vấn. Từ update thì những câu tư vấn người ấy update thì lúc và mình chỉnh sửa dữ liệu và không có giá trị trở về, và mình sẽ tạo một cái hàng cho cái câu tư vấn select. Rồi khi tư vấn select thì mình sẽ trả về dữ liệu tập dữ liệu, và mình sẽ một cái hàng insert insert thì con để mà mình xử lý cái hợp có cái phần lưu vực, thì cái phần này mình phải qua cái phần chuyển đổi từ cái bitmap về cái byte để mình có thể lưu vào trong cái bản sản phẩm của mình. Rồi bây giờ mình tạo cái hàm tư vấn cho cái việc update dữ liệu ha, không có cái dữ liệu trả về, mình cho nó là bước tiếp void, mình đặt là query data, thì trong đây nó sẽ điền vào một cái tham số và một cái chuỗi tư vấn SQL. Thì ở đây mình sẽ khởi tạo một cái database ha, data. Thì ở đây mình có hai cái get, đó là get read, read tức là đọc dành cho cái việc select tư vấn lấy dữ liệu ra, còn get write là ghi dữ liệu vào trong bảng thì nó dành cho update delete. Thì ở đây là mình mục đích của mình tạo cái hàm này là dùng để update delete, thì mình sẽ chọn cái hàm select write, rồi mình thực thi cái câu tư vấn đó data.sqlite. Ở đây mình dùng một cái biến SQL. Rồi tiếp theo là tạo cái hàm tư vấn select, rồi là trả về kết quả thì mình trả về một tập, mình sẽ dùng cái dữ liệu con trỏ ha để mà dò những dữ liệu trong bảng để mà trả về tập kết quả. Thì đây tôi sẽ đặt là get data, đây nó sẽ có là cái con số cái câu tư vấn nha. Thì trong này tôi cũng tạo một cái data đây, thì chỗ này tôi sẽ dùng get with select. Thì select là mình sẽ có cái phần mình sẽ dùng row query hoặc là query để tư vấn đó, thì mình sẽ return ra chỗ này data chấm row query, cái tham số thứ nhất là chuỗi tư vấn, tham số thứ hai thì mình cho nó là null. Thì đây là cái data. Rồi cái hàm tiếp theo đó là hàm lưu hình. Thì ở đây lưu hình thì tôi sẽ cho nó là kiểu void ha, insert record, insert record. Rồi thì đây tôi cũng thì cái insert vào á thì cái hàm này á là dùng để lưu cái dòng mới vào trong bảng sản phẩm, thì cái ID á là tự động tăng. Còn cái tham số tiếp theo, cái tham số mà mình cần lưu đó là tên nha, là mã này là phần phần thì đây mình cho nó là phần. Rồi thì các bạn có thể try case chỗ này nha, ví dụ như mình tiêm không thành công thì mình bảo không thành công pass. Rồi thì theo đúng một cái exception thì false nếu mà không thành công. Edit đây mình cho cái e chấm tiêu truyền đi, là cái post chấm headshot rồi chấm show này. Rồi cái chỗ này thì mình có thể lấy là cho nó là hoặc là bây giờ mình vào bên trong cái try hả, thì mình phải xử lý hình này, xử lý hình tại vì cái hình nó cái hình khi mà nó nằm ở trên thì mới thì nó là bitmap, thì mình nó là bitmap thì mình sẽ chuyển bitmap về byte của mình về cái hình này, nó sẽ mở lưu được rồi mở lưu xuống vào trong cái bảng.
Rồi. Thì cái hình bitmap là trước khi xử lý mình phải xử lý cái bitmap người của đặt tên là bitmap pro. Đây là một cái quá trình thì mình phải tuân thủ cho nó nha. Rồi. À, tới cái phút này là mình chưa xử lý nha, mình vào bên trong cái main mình mới xử lý chỗ này. Thì bây giờ mình vẫn kết nối cái một cái tạo một cái database bằng database bằng cái get insert một vài rồi mình sẽ báo một cái biến tư vấn SQL. Thì ở đây mình insert into mình vào trong cái bản sản phẩm. Thì cái bản sản phẩm của mình có bốn tính mã thì tự động tăng, mình cho nó là luôn. Chấm hỏi thứ nhất là tên, chấm hỏi thứ hai là mã, chấm hỏi thứ hai là mô tả rồi chấm hỏi thứ ba là mình sẽ dùng statement, SQL statement để mà mình xử lý cái việc luôn nhé. Rồi SQL statement. Rồi, SQL statement bằng guess data bay chấm compile step và mình truyền cho biến SQL. Thì mỗi lần mình compile là mình compile cái mới, nên là mình sẽ clear cái statement đã lập trước đó. Để đi compile. Rồi để mình thiết lập các cái mình bài các cái kiểu liệu tương ứng với kiểu liệu của các cột trong bảng. Thì đầu tiên là cái tên là chủ mình cầm bài string, cái index là vị trí cột trong bảng, thì tên là vị trí mã là vị trí không, tên là vị trí một. Time statement là mình truyền cái tên vô với vị trí một và truyền cái tên vô. Rồi tiếp theo là mô tả vị trí 2. Rồi tiếp theo là cái hình, hình là kiểu block, khi mình kiểu bay thì trong cái line ấy, đó là kiểu block ba hình đó. Thì mình thực hiện câu tư vấn này, mình statement execute insert. Rồi, thì các bạn chú ý là để gì mình gõ trong dấu nháy đôi nó là chủ, nên là các bạn phải gõ cho nó chính xác hơn. Insert into, insert into là sản phẩm values, insert into sản phẩm values. Rồi. Thì là đây là cái câu cái hình mình để tạo tạo một cái dòng mới trong một cái bảng, và nó có cái hình. Rồi bây giờ mình vào bên trong cái main activity để mình khởi tạo cái database và truyền các cái array list và adapter vào trong cái list view. Rồi mình vào trong main activity này, mình sẽ báo một cái array list. Rồi sản phẩm. Rồi cô sẽ đặt là Array list. Rồi một cái adapter sản phẩm adapter. Rồi adapter sản phẩm. Rồi cái database, nó sẽ được gọi nhiều nơi, nên là tôi cho nó là public static db database. Rồi bây giờ là các bạn vào bên trong cái on the game. Mình sẽ tạo cái database của mình thôi. Cái này là nó biến database. Rồi phải tạo cái database thì mới tạo được cái bảng, rồi sau đó mình mới thực hiện cái câu lệnh tư vấn nha. Nên mình là tạo database. Rồi sau đó là tạo bảng.
Rồi cái database này, bằng lưu db thì ở đây mình sẽ điền theo thứ tự contact. Contact ở đây là disk, còn cái screen name là cái tên database mà mình đặt ví dụ như cơ sở dữ liệu chấm db. Rồi cái cursor thì mình cho nó là gì, version mình cho nó là gì. Rồi thì lúc này cái câu này là mình đã tạo database hết, tiếp theo tạo bảng. Thì tạo bảng thì mình sẽ dùng cái hàng ngành query data để mà tạo bảng. Đấy. Rồi mình có là database chấm query data, thì ở đây mình sẽ create table. Nhưng mà trước khi tạo mình kiểm tra nếu mà nó bảng chưa tồn tại thì mình sẽ tạo if not exit. If not exit. Sản phẩm. Rồi, đầu tiên là mã kiểu dữ liệu là integer. Rồi, khóa chính là primary key. Rồi, tự động tăng là auto là increment. Rồi. Tiếp theo là tên. Rồi, sản phẩm thì mình cho nó một cái test. Tiếp theo là mô tả, mình cho nó là test. Tiếp theo là hình, mình cho là block. Kiểu hình là block, lưu trong SQLite là block nha. Các bạn chú ý nha, create table nếu mà nó chưa tồn tại thì sẽ tạo cho mình sản phẩm. Có cái cục mã integer trong key auto increment, tên sản phẩm là test, mô tả là test, mình là block. Rồi, thì lúc này là mình đã có bảng rồi đó. Mình đã có bảng rồi. Thì khi mà mình đã có data có bảng rồi thì mình vào ngược lại bên trong cái thêm để mình viết cái sự kiện thêm nha. Mình viết sự kiện thêm. Add event. Event. Thêm sản phẩm. Rồi cái sự kiện này nó hoạt động thế nào? Mình kích vào cái nút insert. Đón xét on this nè. Đó, thì trước khi insert, mình nên kiểm tra các dữ liệu rỗng không rỗng, đó là cái phần mà các bạn xử lý nha. Thì đối với khi mà insert vào á, mình phải xử lý hình, mình xử lý hình thì hình nó đang nằm ở trên cái bitmap, nên mình sẽ chuyển từ cái bitmap đường vô table sang bitmap ha, mình sang bitmap. Rồi thì mới từ bitmap thì chuyển qua đường byte thì mới lưu vào trong cái bảng được, thì mới sao được. Rồi thì ở đây mình sẽ báo một cái bitmap thôi, từ bitmap lên bằng UV hình, cái hình trong cái menu chấm get row item. Rồi mình chuyển kiểu nha, là tên ta. Rồi tiếp theo là mình chuyển sang bitmap nha, bitmap bằng bitmap rồi Google chấm get bitmap. Thì khi có cái bitmap rồi mình sẽ xuất sang cái dãy byte. Thì mình có là byte, mình có là byte array output string. Byte array output string bằng new byte array output string. Rồi thì mình sẽ khai báo một cái biến byte tên hình bằng byte array object string chấm to byte array cái bitmap. Cái này không có tham số ha. Thì trước khi mà các bạn chuyển sang bay ấy, thì mình nên nén cái inline theo một cái dạng đuôi hình nào đó. Rồi. Có cái bitmap trong compress. Compress. Thì ở đây mình có là bitmap chấm compress thuộc mask chấm cái đuôi hình mà mình đưa. Rồi tham số tiếp theo là quality chất lượng ảnh, thì các bạn có thể chọn từ một cái mục công
Rồi, cái này là Augustine, tức là by or by Augustine. Mình theo cái từ tự luôn. Mình sẽ chuyển cái hình trong Imovie nó thành cái bitmap global. Rồi sau đó mình sẽ chuyển cái bitmap global thành bitmap. Rồi sau đó mình sẽ định dạng cái hình bitmap đó về cái dạng hình gì. Và sau đó là mình sẽ đọc cái giải bitmap này thành cái mẫu bài. Thì lúc này mình mới lưu trữ được. Là mình lưu trữ vào trong cái database ha. Mà cái biến database của mình đang ở trong cái main, trong thể tạo trong main. Thì mình phải gọi là cái main activity database.insert record nha. Mình truyền vào tên, đó là edit test tên, tức là những gì mình nhập trong edit test đó. Chấm get test chấm to screen. Bạn muốn cách cái chuỗi rộng phía sau thì chấm to. Rồi, thì cô sẽ enter chỗ này để các bạn dễ nắm cái này ha. Rồi tiếp theo là edit mô tả chấm viết test chấm to screen. Rồi tiếp theo là cái hình mình đã xử lý rồi nên mình đưa cái biến hình vào thôi. Nó main activity chấm database chấm user. Rồi, cái giá trị tên, cái giá trị mô tả và giá trị hình. Đó. Rồi sau khi mà mình insert thành công thì mình sẽ lưu nó vào trong cái adapter. Rồi mình sẽ có là khi mà các bạn lưu thành công đó, thì mình sẽ có một cái thông báo. Mình sẽ có một cái thông báo, mình sẽ có một cái thông báo cho mình. Mình sẽ có một thông báo là toss.metex is user success. Rồi toss.metex lesson function. Rồi cái này mình sẽ là thêm index. Và khi mà nó hiển thị successful là nó sẽ quay về cái trang main star activity new index. Mình có thể làm gợp chỗ này. Từ cái theme, sẽ chuyển vào trang main. Được chưa? Rồi. Các bạn có thể coi cách của mình. À, bây giờ mình kiểm tra cái theme. Cái men cái chỗ này men thì mình mới có tham chiếu này thôi, mình còn chưa đổ cái điện từ adapter vào. Các bạn xem là mình nó tham ra cái thông báo gì nhé. Rồi thêm này. Ví dụ như 1, 2, 3 này. Mô tả ABC. Khác cái hình. Rồi, mình bấm Insert. Success luôn. Nhưng mà nó chưa load lên trên cái build tại mình chưa biết cái sự kiện load. Chưa biết sự kiện load. Thì để nó lên cái build á, thì các bạn gọi add control á, mình phải mình đã khai báo cái biến ở trên biến phần phục trên lớp rồi ha. Mình có array này, mình có sản phẩm adapter này, thì mình phải khởi tạo cái array bằng list. Rồi sau đó mình đổ dữ liệu vào trong cái adapter bằng new sản phẩm adapter. Thì cái phân số đầu tiên là cái phân text, phân số thứ hai là layout. Layout là cái layout item của mình á, l.layout.layout item. Rồi tham số thứ ba là đó là array list. Các bạn truyền theo cái mà mình đã định nghĩa trong adapter sản phẩm nha. Rồi lúc này mình mới xếp cái data vào trong cái list view. Rồi thì bây giờ đã xếp vô rồi thì mình phải viết cái lệnh để mà select select dữ liệu trong cái bảng sản phẩm để mà đổ vào trong adapter.
cái này có thể viết ở bên trong cái ô quy ha. Thì cái này là mình xin lấy cái bản sản phẩm. Mình khai báo một cái biến crucial, một cái biến crucial bằng data chấm ghép data. Rồi cái câu tư vấn là select sao prompt sản phẩm. Rồi sao prompt sản phẩm. Rồi mình dùng cái phần lọc để mà mình duyệt từng dòng một thôi. Và mỗi lần duyệt một dòng là nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm. Sản phẩm. Và mình sẽ lưu cái sản phẩm đó vào trong cái danh sách. Nó chấm S là như sản phẩm. Cái đầu tiên là đầu tiên là cái mã lưu vào trong cái mình lấy cái mã mà khơi so chấm get in một cái nhất này. Rồi khơi so chấm get string là cái cột tên này. Rồi khơi so chấm get string là một cột mã này. Rồi khơi so chấm get block này là cột hình này. Rồi thì tới đây là mình tạo xong một cái mình tạo xong một cái mình sẽ lấy xong một cái dữ liệu của các bạn sản phẩm. Thì khi lấy xong rồi mình sẽ show nó lên trên cái adapter nhé. Rồi để cho mình này xong cái quay này cái này thôi mình đó là show. Thì cái chỗ này mình sẽ show cái sản phẩm lên sản phẩm ở adapter đó. Adapter sản phẩm đúng sản phẩm một loạt là không là adapter sản phẩm chấm Notify dataset thì nó sẽ update lại cái dữ liệu tổng hợp đó về sản phẩm. Các bạn chú ý những cái câu lệnh ở bên trong cái chuỗi cái nó không tự sổ ra, nếu mà các bạn có sai chính tả là mình không xử lý được cái mình không show được cái dữ liệu của mình. 0123 in stream in block. Thì coi mình thiếu cái gì ha. Cuối cùng sản phẩm provide adapter. Rồi, hồi nãy là nó chưa load nó được layout đúng không? Thì các bạn vào trong cái sản phẩm và adapter này mình nữa còn thiếu một dòng thiết lập đây không ha. Rồi mình có cái layout layout in mình in bài và system đó. Rồi bằng cái contact ha, contact chấm system supply thì trong đây mình có cái layer này. Rồi trong đây mình có là contact rồi chấm layout is not the. Ép kiểu chỗ này ha, tay enter. Convert view bằng inflator chấm inflate. Thì ở đây đầu tiên là mình có
Hoàng Lan ao đúng không? Mình cần biến rồi view group, à view group thì mình cho nó là luôn rồi chạy lại ha. Mình thiếu cái phần khai báo này trong cái view viết view ở trong cái lớp sản phẩm mà đáp cần. Rồi, hồi nãy mình thêm thành công chỉ là chưa có lót lên trên cái view thôi. Thì do phần thiếu cái định dạng layout. Rồi, ví dụ như đây cô có là ABC. Tam cấp cái hình. Vậy là mình đi sập thành công. Còn các bạn muốn tải cái database của mình về á thì các bạn vào trong cái data này đó, cái gói bk của mình là demo sale client mình vào data rồi vào tiếp cái data này đó, rồi mình đi tìm cái gói bk của mình. Đây sale đi coi đi ha, mình vào cái database, đây là cái tên cái sở liệu của mình sẽ bàn tải xuống. Các bạn muốn tải xuống thì các bạn tải xuống, mình có tháo giống thì mình cho cái này là đi. Rồi sau đó các bạn dùng cái phần mềm SQL Line SQL, các bạn mở lên để test cái database của mình. Mình kiểm tra xem là nó đã hiển thị trong đó chưa hay là có vấn đề gì không. Rồi, bây giờ mình mở cái database của mình. Mình sợ dữ liệu thêm. Đây nha, cái bản sản phẩm của mình. Đúng. Data này. Cái hình này. Rồi, cái hình đó, như là cô hướng dẫn các bạn cái cách mà mình lưu dữ liệu có data, à, có hình và lót hình lên trên cái gì để các bạn thành công.